Xin chào các bạn, hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là động cơ xăng Panama PA390. Chiếc máy này được sử dụng rộng rãi trong thị trường hiện nay và có nhiều ứng dụng trong sản xuất hàng ngày. Về thông số kỹ thuật của máy, máy sử dụng động cơ xăng 4 thì có công suất là 13 HP, dung tích xi lanh là 389 cc, tốc độ vòng tua lên đến 3600 vòng trên phút. Máy có bình chứa nhiên liệu có dung tích là 5 lít, mức tơ hao nhiên liệu vào khoảng 3,5 lít/giờ. Ưu điểm của máy, máy có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, thân thiện với môi trường. Máy có mức tiêu hao nhiên liệu thấp do bình xăng con được cải tiến. Máy vận hành êm ái, bền bỉ. Máy khởi động dễ dàng bằng hệ thống giật nổ, chỉ cần một cú giật nhẹ là máy đã được khởi động. Động cơ Panama PA390 có rất là nhiều ứng dụng trong cuộc sống, dùng để chạy ghe, xuồng, cano hoặc dùng lắp động cơ cho máy phát điện, máy bơm nước hoặc là máy rửa xe. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm Panama PA390 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng qua số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.